Tập 39. Trận chiến ngày mai không hề đơn giản như thế. Rất có thể có liên quan đến sự tồn vong của Lý gia ta. Nếu xử lý không ổn thỏa, thì hậu quả rất có thể là không tưởng tượng nổi. Ý của ngài là Kim Tiền Bang đó không chỉ đơn giản là khiêu chiến. Này Lý gia bị kẻ khác hãm hại, bị các môn phái tấn công, nhưng Thiện Nhi lại không thể toàn tâm toàn ý dốc hết tâm tư vào Lý gia chúng ta. Theo lão nô thấy, Thiện thiếu gia vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa. Cho nên, chúng ta bị cô lập không viện trợ, xem ra chúng ta cũng có thể cẩn thận muôn phần mà thôi. Thiếu chủ yên tâm, lão nô sẽ dốc hết sức bảo vệ Lý gia và thiếu gia. Vâng. Mưa chưa đến mà gió đã thổi khắp nơi. Lý gia chắc chắn sẽ gặp phải một trận mưa gió đẫm máu rồi. Kim Tiền Bang các người bày trận thật lớn đấy, chẳng nói lời nào đã khai đao với người của Lý gia ta, Lý Man Thanh. Tứ đại môn phái có biết bao đệ tử chết dưới phi đao của các người. Hôm nay bọn ta đến đây chính là để tính hết nợ mới nợ cũ với ngươi. Vu oan giá họa, thủ đoạn của Kim Tiền Bang các người hôm nay ta đã được thấy rồi. Lý Man Thanh, mạng của ta đổi lại từ tay của ngươi. Hôm nay ta cho Lý gia các ngươi chừa lại con đường sống. Kim Vô Cấu, ông đến để thay mẫu thân ta đón ta về Kim Tiền Bang đảm nhiệm chức bang chủ đấy à? Cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ư? Ngươi đừng có hòng. Đúng vậy, trước đây có dự định như thế, đón ngươi về tiếp quản Kim Tiền Bang. Nhưng tên tiểu tử ngươi bùn loãng không thể chát tường, nhận giặc làm cha, Kim Tiền Bang bọn ta sao có thể chứa chấp ngươi được? Hôm nay ta đến chính là muốn ngươi ngoan ngoãn chịu chết. Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu chết, ta sẽ nể mặt thượng quan tiên, cho ngươi chết thật thoải mái. Nào, lại đây, chịu chết đi. Ông có bản lĩnh này không? Ngông cuồng. Thì ra cái gọi là thay trời hành đạo của Kim Tiền Bang chính là cấu kết với làng sói hãm hại Trung Lương. Mặt mũi của ông ngoại ta đúng là bị ông làm mất hết rồi. Tiểu tử, đừng có ngông cuồng. Nếu đã biết thân phận của mình thì mau giao thứ không thuộc về ngươi ra đây. Ta sẽ cho ngươi chết toàn thây. Cái các ngươi gọi là báo thù cho các đại môn phái chỉ là giả, mục đích là để có được một mảnh tinh thần thiết dị vực. Tinh thần thiết ư? Chẳng lẽ là bảo vật dùng để chế tạo thần khí trong truyền thuyết? Thì ra Kim Tiền Bang là thế này ư? Lợi dụng cao thủ của tứ đại môn phái đến làm giá đỡ. Kim Tiền Bang đúng là lòng dạ khó lường. Đúng vậy, chúng ta đã bị lợi dụng hết rồi, đâu ra lắm lời thừa thãi thế chứ. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là bắt Lý Hoại. Không ngờ ngươi lại chế tạo tinh thần thiết thành phi đao. Thái Nguyệt, cung nghênh thánh chủ, cung nghênh thánh chủ. Thái Nguyệt,
Hiện giờ là cơ hội tốt để con báo thù. Con đi lấy đầu Lý Mạn Thành xuống đi. Vâng, sư phụ. Thái Nguyệt, không muốn chết thì tránh ra. Thiện Nhi, cẩn thận. Thiếu chủ. Thiếu chủ, ngài có sao không? Thái Nguyệt, nàng mau tỉnh lại đi. Ta là Lý Hoại đây. Ta mặc kệ ngươi là ai. Hôm nay ta chỉ muốn lấy mạng của Lý Mạn Thanh. Nếu ngươi không muốn chết thì tránh ra một bên. Hay cho một nữ tử vô tình vô nghĩa. Thiện Nhi nhiều lần nhẫn nhịn cô, cô lại không ngừng ép người. Thứ ta muốn lấy chính là mạng của ông. Thiện Nhi, Thái Nguyệt, ta mong rằng thế giới của nàng tràn ngập tình yêu và tự do. Ta không mong nàng sống trong thù hận. Nàng có thể quên đi việc chúng ta từng bên nhau. Nhưng xin nàng đừng quên đi thời gian vui vẻ của nàng. Nàng có thể quên đi ta là ai. Nhưng xin nàng đừng quên đi cuộc sống mà bản thân mình mong muốn. Chú ý nghe lệnh của ta, chuẩn bị một bao thuốc nổ bất cứ lúc nào. Ngươi đừng có quên, thuốc giải của phệ hồn cổ vẫn đang ở trong tay thánh chủ. Tình nhân cổ, tâm liền tâm, cho dù đi đến đâu, trái tim của chúng ta cũng sẽ nối liền với nhau. Từ nay về sau chúng ta phải răng long đầu bạc, mãi mãi không xa nhau. Không đưa đấy, trả lại cho ta. Trả lại ta, không đưa, không đưa đấy. Thái Nguyệt, giết hắn đi. Không được. Đầu con đau quá. Đau quá. Châm lửa đi. Mau lên. Còn định chạy à? Mọi người nghe ta nói đây, xung quanh Lý Phủ đều có đặt thuốc nổ. Thuốc nổ ư? Nhưng mà mọi người không cần lo, bọn ta vẫn luôn âm thầm điều tra. Để làm ướt hết thuốc nổ này không còn nguy hiểm nữa rồi. Chỉ là ta không ngờ rằng người đặt thuốc nổ lại là hắn. Cái gì? Là hắn ư? Chính Nhi. Thì ra đây là một âm mưu. Người muốn cho tất cả bọn ta đều chết ở đây ư? Đúng. Hắn nói không sai. Muốn chém muốn giết thì tùy. Đồ nghịch tử, rốt cuộc người nghe lời sai khiến của ai? Người đừng ép con nữa. Con cũng hết cách rồi.
Mạng của Khả Khả vẫn đang nằm trong tay Nguyệt Thần Cung. Chính Nhi, con nói thật ta biết, tại sao con lại làm thế? Tại sao? Tại sao à? Không ngờ người lại hỏi con là tại sao ư? Các người ai cũng xoay quanh Lý Hoại. Hắn đã cướp đi mọi thứ vốn thuộc về con. Con làm thế cũng chỉ để bảo vệ mình mà thôi. Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Huynh luôn miệng nói chưa bao giờ cướp lấy mọi thứ của ta, nhưng mọi thứ của ta đều bị huynh cướp đi hết. Chính Nhi, chỉ cần là thứ thuộc về bản thân con, không ai có thể cướp đi được. Là của con thì sẽ là của con, ai cũng không cướp đi được sao? Phụ thân, mẫu thân, hai người có biết rằng con và Lý Hoại, đừng nói nữa. Huynh đừng cử động, ta phải nói, không thể nói được. Con và Lý Hoại, bọn con đã bị tráo đổi. Hắn mới là thiếu gia tôn quý của cái phủ này. Còn con cũng chỉ là con riêng của Thượng Quan Tiên. Con nói cái gì? Con nói lại lần nữa với mẫu thân đi. Lúc đó Thượng Quan Tiên, để trốn tránh truy sát, bảo vệ con của mình, đã đem con của mình đổi với con của người. Chính Nhi, những lời này con nghe được từ đâu? Chính Nhi, nhìn mẫu thân đi, có phải con không khỏe ở đâu không? Sao lại nói bậy bạ rồi? Con là con trai của mẫu thân, ta là mẫu thân con là con trai của mẫu thân. Mẫu thân, con cũng mong mình là con của mẫu thân, nhưng tất cả đều là giả hết. Bà ta biết hết mọi chân tướng. Ta không tin. Bà đỡ đâu? Đi tìm bà đỡ của năm đó cho ta, mau đi. Không cần tìm nữa, đều bị con giết hết rồi. Thiện Nhi, có phải con biết hết rồi không? Chính Nhi, đại ca, thật sự lúc đầu
Ta rất vui khi có một người đại ca như huynh. Nhưng sự xuất hiện của huynh đã hủy hết mọi thứ của ta rồi. Lý Chính, Lý Chính, người mà ta yêu nhất, một lòng hướng về huynh. Người mẫu thân mà ta gọi biết bao nhiêu năm qua cũng sắp bị huynh cướp mất. Này huynh nói với ta, mẫu thân ruột thịt của ta đã chết. Huynh bảo ta phải đối diện với tất cả như thế nào đây? Huynh bảo ta phải tiếp tục ở lại Lý gia thế nào đây? Chính Nhi, Lý Chính, đừng lại đây, đừng có lại đây, đừng có lại đây. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Đã không kịp nữa rồi. Đại ca, Lý Chính, đại ca, nếu huynh vẫn còn lương tâm, huynh hãy đi xem thử Khả Khả đi. Dù sao, cô ấy vẫn luôn một lòng yêu huynh. Bây giờ, cô ấy đã trúng phải phệ hồn cổ của Nguyệt Thần Cung rồi. Nếu tất cả đều là của huynh, vậy ta sẽ nhường lại cho huynh. Đừng mà, ta đi. Nhưng ta có một thỉnh cầu. Huynh nhất định phải chăm sóc tốt cho Khả Khả. Lý Chính, Lý Chính, Lý Chính, Lý Chính, Chính Nhi, Chính Thiếu Gia, Chính Thiếu Gia, Chính Nhi, Chính Nhi, phụ thân, Chính Nhi, Lý Chính, Thiếu Gia, Thiện Nhi, Lý Hoại, Lý Hoại ca ca. Thiếu chủ, chúng ta tổ chức tang sự của Chính Thiếu Gia ra sao đây? Để Chính Nhi ở nhà sau trước đi. Sau đó, trong lăng tổ của Lý gia chúng ta, tìm một mảnh đất phong thủy, an táng nó cho tốt. Thiếu chủ, nhưng cứ làm theo lời ta đi. Vâng. Ta sẽ giao vòng long phụng mà mẫu thần để lại cho nàng. Trong mắt của người trong giang hồ, đây có lẽ là thần binh. Bây giờ ta tặng nó cho người mà ta yêu nhất. Đời này kiếp này, suốt đời suốt kiếp cũng không xa nhau. Nàng có thể quên đi ta là ai, nhưng xin nàng đừng quên đi cuộc sống mà bản thân mình mong muốn. Xin lỗi ạ, y thuật của con có hạn. Nhát kiếm của tỷ tỷ đã làm tổn thương tâm mạch của Lý Hoại ca ca. Bây giờ chuyện con làm được chỉ là dùng kim châm giữ lấy tâm mạch của huynh ấy mà thôi. Thiện Nhi, chuyện đến nước này, người cứu được Lý Hoại ca ca chỉ có một người.
Lý Hoại. 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 Tỷ tỷ, sao các người lại đến đây? Lý Hoại bị thương rồi, bây giờ rất cần sự giúp đỡ của cô. Hắn... bởi vì nhát kiếm của ta ư? Bây giờ Lý Hoại ca ca không rõ sống chết. Tỷ thật sự không nhớ ra huynh ấy sao? Sống chết của người này thì liên quan gì đến ta? Tuy rằng trong người tỷ bị vong ưu cổ khống chế, nhưng vẫn còn tình nhân cổ. Tỷ hãy tự hỏi bản thân, tỷ thật không nhớ ra huynh ấy ư? Hay là vốn dĩ không muốn nhớ ra huynh ấy? Hoặc là tỷ giờ phải đối diện giữa báo thù và Lý Hoại ca ca, rốt cuộc nên lựa chọn ai? Có lẽ đối với Lý Hoại, huynh ấy chỉ là không muốn tỉnh lại thôi. Thế nên huynh ấy có tỉnh lại được hay không, quan trọng là phải dựa vào cô. Tỷ tỷ, để muội giúp tỷ lấy đi vong ưu cổ trong người. Để ta nghĩ đã. Được. Nhưng tỷ đừng suy nghĩ lâu quá, muội sợ Lý Hoại ca ca đợi không kịp. Rốt cuộc chúng ta nên làm gì đây mới cứu được Lý Hoại? Trong y thư của Gia Gia và Nãi Nãi chỉ viết cách để giải vong ưu cổ, không viết làm sao để giải tình nhân cổ. Cho nên hiện giờ điều ta có thể làm là giải trừ vong ưu cổ trong người tỷ tỷ đi, để tỷ ấy khôi phục lại bình thường. Còn tiếp theo đó có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Lý Hoại ơi, Lý Hoại, lần này huynh nhất định phải vượt qua đấy. Nếu không tất cả sẽ tiêu tùng hết thôi. Huynh nói xem rốt cuộc tất cả bị làm sao vậy? Tại sao lại ra nông nỗi như thế này chứ? Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Lúc trước Lý Hoại và Thái Nguyệt chúng phải vòng khóa tình của ta, cũng là ta đưa bọn họ đến Thiên Nhai Hải Các. Lúc đó vợ chồng Công Tôn dùng tình nhân cổ giải trừ vòng khóa tình của bọn họ. Nhưng họ nói mấu chốt của việc giải trừ vòng khóa tình là ở trên người muội. Có phải là như thế không? Trên người ta ư? Lúc đó họ nói vậy đấy. Đó là gì được nhỉ? Giữa hai ta rốt cuộc đã trải qua những gian nan thế nào?
Tỷ tỷ, giúp ta giải trừ vong ưu cổ đi. Thật sao? Nếu đã không trốn được thì nhanh chóng đối mặt vậy. Lần sau còn dám nhìn lén ta luyện kiếm, cẩn thận ta móc mắt người đấy. Ta cũng đâu có cố ý đâu, đúng lúc ta đi ngang qua thôi. Còn nói nữa à? Nắm chặt, ta vẫn chưa biết tên cô là gì. Ta tên là Tiết Thái Nguyệt. Thái Nguyệt, tên hay thật đấy. Thái Nguyệt, nhất định phải nhớ đến ta đấy. Ta thích nàng. Còn nàng, ta biết nàng cũng giống ta, cũng thích ta có đúng không? Rắn cặp nong, không hút độc ra sẽ mất mạng đó. Thượng quan hoại, người đừng làm thế. Như thế người sẽ trúng độc đấy. Đừng làm thế mà. Thượng quan hoại, ta thề ở đây, nếu đời này ta không bảo vệ tốt cho Thái Nguyệt thì cứ để ta bị sét đánh, không được chết yên ổn. Sao chẳng ngốc thế? Thái Nguyệt, bây giờ là lúc hạnh phúc nhất của đời này, kiếp này của ta. Bất luận sau này xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ mãi mãi ở bên nàng. Từ nay về sau, chúng ta sẽ răng long đầu bạc, mãi mãi không xa nhau. Thái Nguyệt, sư phụ ẩn náu bao năm nay, mục đích chính là có ngày có thể lấy về mọi thứ thuộc về mình. Mà con là trợ thủ tốt nhất của sư phụ. Chỉ cần con quên hết tất cả, con sẽ trở thành ngọn đao tốt nhất của Nguyệt Thần Cung. Đây là vong ưu cổ. Nó có thể khiến mọi thứ mà tình nhân cổ đó trong người con quên đi hết. Chính Nhi, Chính Nhi, công chúa, người cẩn thận ạ. Chính Nhi, con ở đâu? Công chúa, người từ từ thôi. Công chúa, sao con không đến thăm mẫu thân? Chính Nhi, con ra đây. Công chúa à? Công chúa, công chúa, đừng cản ta, ta đi tìm chính nhân. Công chúa, nghe ta nói đây, là ta đây. Người là ai? Công chúa, công chúa à? Chính Nhi, con là Chính Nhi. Con giống với Chính Nhu quá. Tại sao con không đến thăm mẫu thân? Mẫu thân nhớ con biết bao. Ngươi là Thượng Quan Hoại. Ngươi chính là Thượng Quan Hoại. Ngươi là Thượng Quan Hoại. Thượng Quan Hoại. Thượng Quan Hoại là con trai ta. Công chúa, ta cứ tưởng là Chính Nhi. Chính Nhi là Thượng Quan Hoại. Chính Nhi, Chính Nhi đâu? Chính Nhi của ta đâu rồi? Công chúa, bỏ ta ra. Công chúa, ta phải đi tìm.
Công chúa. Công chúa à? Đều tại ta. Mọi chuyện đều do ta hết. Do ta không tốt. Ta không thể bảo vệ chính nhi, cũng không bảo vệ được thiện nhi. Công chúa, đây là vong ưu cổ, có thể khiến con quên đi mọi thứ mà tình nhân cổ có được ở trong người con. Chỉ cần con quên đi tất cả, con sẽ trở thành ngọn đao tốt nhất trong Nguyệt Thần Cung. Vô Thương, đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ, tại sao Gia Gia và Nãi Nãi lại nói rằng điều mấu chốt để giải trừ tình nhân cổ lại ở trên người ta? Đúng vậy, rốt cuộc trên người muội có chỗ nào đặc biệt? Trên người ta ngoại trừ vết bớt ra, ta thật sự không biết có chỗ nào đặc biệt nữa. Đó là gì nhỉ? Tỷ tỷ. Vô Thương, là ta đã giết Công Tôn tiền bối. Muội giết báo thù cho họ đi. Tỷ tỷ à, cái chết của họ muội cũng rất tự trách, nhưng muội biết đây không phải là ý của tỷ. Hung thủ giết hại họ là kẻ đã hạ vong ưu cổ với tỷ, nhưng dù sao ta cũng là người đã động thủ. Họ tốt với ta như thế, sao ta lại nỡ ra tay chứ? Tỷ tỷ đừng nói nữa. Chúng ta phải tiếp tục sống thật tốt. Tỷ đừng quá tự trách. Bây giờ Lý Hoại ca ca vẫn chưa rõ sống chết. Chúng ta còn phải nghĩ cách để cứu huynh ấy nữa. Xin lỗi. Ta chỉ có thể nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Công chúa, cả đời cao quý, kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu tổn thương thế này. Cái chết của chính nhi, thần thế của thiện nhi, đối với nàng ấy, tất cả đều là đả kích chí mạng. Thiếu chủ, ngài phải giữ gìn sức khỏe. Dã tâm lang sói của Nguyệt Thần Cung chắc chắn sẽ không dừng lại. Lão nô nghĩ vẫn còn động thái lớn hơn nữa. Đều tại ta hết. Trước đây quả thật thiếu sự chăm sóc đối với chính nhi. Ta thật không ngờ nó lại gánh lấy áp lực lớn như vậy. Nếu tất cả có thể làm lại, ta thật mong rằng nó là một đứa trẻ của gia đình bình thường. Cả đời bình an lớn lên là được rồi. Này nó chỉ có thể nằm trong quan tài lạnh băng.
không thể gọi ta một tiếng phụ thân nữa, cho dù trước đây thế nào. Đúng cũng được, sai cũng được. Bây giờ điều quan trọng nhất là chính thiếu gia sớm ngày nhập thổ vi an, bình định trận sóng gió này. Thiết thúc, có ạ. Làm phiền thúc đi sắp xếp, đưa linh cữu của chính nhi vào lăng tổ của Lý gia. Vâng. Chính ca ca, tiểu thư. Tiểu thư đừng quậy nữa, làm gì thế? Ta phải đi tìm chính ca ca. Chính thiếu gia không còn nữa rồi, các người là ai? Tiểu thư đừng quậy nữa mà. Ta phải đi tìm, ta phải tìm chính ca. Tiểu thư, tránh ra. Không ngờ bình thường cô ấy kiêu ngạo là thế, thế mà cuối cùng lại ra nông nỗi này. Ta cảm thấy cô ấy có lẽ đã trúng phải cổ độc gì đó. Cổ độc ư? Vô thương. Vậy muội có cách nào giải trừ giúp cô ấy không? Để ta thử xem. Thả ta ra, thả ta ra. Khả khả, khả khả, tiểu thư. Khả khả, thả ta ra. Ta biết chính ca ca đang ở đâu mà. Mình biết chính ca ca đang ở đâu không? Ta muốn đi. Giờ ta đưa cô đi gặp huynh ấy nhé. Ở phía trước đó, vậy thôi. Tiểu thư. Giờ tình hình cô ấy sao rồi? Phệ hồn cổ vô cùng hung ác, cộng thêm độc công mà cô ấy luyện, gây hại cho cô ấy rất nhiều. Muốn thật sự khỏe hẳn, có lẽ phải cần thời gian rất dài. Thế này đi, ta sẽ dùng đơn thuốc mà Gia Gia và Nãi Nãi để lại kê cho cô ấy mấy đơn trước đã. Như thế sẽ làm bệnh tình cô ấy ổn định. Ai? Kẻ nào đó? Ở đây giả thần giả quỷ, còn không mau hiện thân đi. Hỏng rồi. Lý Đại Hiệp. Bá phụ. Tiết cô nương, cô vẫn ổn chứ? Bá phụ, bọn con muốn đưa Lý Hoại ca ca về Thiên Nhai Hải Các. Dù sao bên đó cũng có rất nhiều y thư mà Gia Gia và Nãi Nãi để lại, con thấy hy vọng sẽ lớn hơn. Ta lo lắng cơ thể của Thiện Nhi. Lý Đại Hiệp cứ yên tâm, bọn con sẽ chăm sóc Lý Hoại thật tốt. Con nghĩ nếu đưa huynh ấy đến Thiên Nhai Hải Các, có thể huynh ấy vẫn còn cơ hội để sống. Nếu không, mọi chuyện đều do ta mà ra. Dù có đi đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ nghĩ cách để cứu chàng ấy. Được rồi, vậy ta giao Thiện Nhi cho mấy đứa. Ta vẫn còn một thỉnh cầu. Tiết cô nương, cứ nói đi.
mọi hành vi của sư phụ ta và cả những hào kiệt trên giang hồ giao lại cho ông. Chỉ mong rằng ông có thể giữ lại mạng cho ông ấy. Dù sao ông ấy cũng có ơn nuôi dưỡng ta. Được, ta đồng ý với cô. Còn nữa, dù sao cũng là huyết hải thâm thù, ta mong rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, có thể có một trận quyết đấu công bằng với ông. Mặc kệ sống chết, mặc kệ thắng thua. Những gì sư phụ ta làm ra, còn có trận cướp sạch giang hồ này thì giao cho ngài. Chỉ là hy vọng ngài có thể giữ cho ông ấy một mạng. Dù sao ông ấy cũng có ơn dưỡng dục đối với ta. Được, ta đồng ý với cô. Còn có, suy cho cùng là huyết hải thâm thù, ta hy vọng tất cả sau khi kết thúc có thể chiến đấu công bằng một trận với ngài. Cho dù sống chết, cho dù thắng thua, ân oán giữa hai nhà chúng ta từ nay cùng kết thúc. Được, ta đồng ý với cô. Cảm ơn. Bá phụ, hai ngày nay Khả Khả chắc sẽ tỉnh lại, vì thế ngài vẫn cần chăm sóc cô ấy một chút. Yên tâm đi. Lý Đại Hiệp, chúng tôi đi chuẩn bị đồ đạc lên đường một chút. Cáo từ trước. Được rồi. Thiếu chủ, kết thúc. Sao lúc này thúc quay về rồi? Thiếu chủ, việc lớn rồi, xảy ra chuyện gì? Linh cữu của chính thiếu gia đã bị trộm rồi. Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chúng ta đi được nửa đường gặp phải tập kích. Chúng dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn tôi rời đi. Đợi khi ta cảm thấy không đúng, đã muộn rồi. Có điều tra ra là ai làm không? Không có. Chúng che giấu thân phận và phần mặt của bản thân, ngay cả chiêu pháp võ công cũng nhìn không rõ nữa. Chính Nhi đã chết rồi. Những người này muốn linh cữu của Chính Nhi làm gì? Tôi nghĩ rằng chúng muốn lấy linh cữu của Chính Nhi để uy hiếp Lý gia chúng ta. Tất cả chắc chắn đều là Nguyệt Thần Cung làm. Thiết thúc, có. Nhanh chóng sai người, nhất định phải tra ra tung tích linh cữu của Chính Nhi. Thái Nguyệt bị chúng dẫn đi rồi. Chúng ta cần tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Sư phụ, có gì cần con đi làm không? Con đi tìm các Chu Quy Đao Các và bang chủ Độc Long Bang để họ truyền tin tức ra. Nói là Nguyệt Thần Cung ta mời anh hùng hào kiệt thiên hạ đến Nguyệt Thần Cung cùng xem tinh thần thiết dị vực. Người thần phục Nguyệt Thần Cung ta có thể cùng hưởng kho báu kim tiền bang để lại. Ý của sư phụ là muốn mượn cơ hội này thống nhất các phái giang hồ. Đến lúc đó chỉ có hai lựa chọn bày trước mặt họ: thần phục hoặc là chết. Đại nghiệp của thánh chủ đã thành, Nguyệt Thần Cung nhất định xưng bá võ lâm. Các người trông coi hắn cho tốt. Hắn là món quà lớn ta tặng cho Lý gia. Chàng vẫn đang giận ta có đúng không?
Vì thế mới không tỉnh lại. Muốn giày vò ta. Đúng không? Chàng hãy tỉnh lại đi. Chàng tỉnh lại và nói chuyện với ta có được không? Ta từ nhỏ, cho dù chịu khổ bao nhiêu, khó khăn lớn cỡ nào, ta đều quen để chúng ở trong đây, ép xuống. Nhưng gặp được chàng ta mới biết, hóa ra cuộc sống còn có thể lạc quan vui vẻ như vậy, sống nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ ta thực sự không nơi nương tựa. Người ta tin tưởng nhất, người đối với ta có ơn dưỡng dục, ông ấy lại dùng chúng độc để thao túng ta, lợi dụng ta. Ông ấy không chỉ là muốn để ta báo thù cho phụ thân phụ mẫu, ông ấy còn muốn đem cả võ lâm đều quay về dưới cờ của Nguyệt Thần Cung. Ta nên làm thế nào? Chàng tỉnh lại nói cho ta biết đi. Ta nên làm thế nào? Bây giờ ta thật sự rất hối hận. Lúc đầu không đồng ý với chàng, cùng bỏ đi với chàng. Không phải chàng từng nói sao? Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chàng đều sẽ ở bên cạnh ta. Vậy chàng tỉnh lại đi. Chàng tỉnh lại dẫn ta cùng đi. Cho dù đi đâu đều được. Chàng hãy tỉnh lại đi. Gia Gia, nãy nãy, chúng con đã quay về rồi. Con đã tìm được hung thủ thật sự giết hại hai người rồi. Nhưng con lựa chọn tha thứ cho tỷ tỷ. Con nghĩ hai người trên trời linh thương cũng sẽ đồng ý như vậy, có đúng không? Đây là tất nhiên. Vì thế sau này, muội phải tiếp tục đi cứu thương giúp đỡ. Vậy họ mới càng vui vẻ và thanh thản. Nhưng Lý Hoại ca ca làm thế nào? Đều là muội không tốt. Muội nên học chút y thuật của Gia Gia và nãy nãy. Vô Thương, muội không cần nói như vậy. Ngay cả vòng ưu trùng của Thái Nguyệt cũng có thể giải được. Trong chuyện này không có mấy ai có thể làm được. Nhưng lần này không giống như vậy. Muội chưa từng gặp phải vết thương nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa bây giờ muội có thể làm chỉ là khống chế bệnh của Lý Hoại ca ca. Nếu cứ kéo dài như thế này không tìm được cách. Vô Thương, đột nhiên ta nhớ ra một chuyện. Trước kia ta ở trong phòng thuốc của Công Tôn tiền bối từng nhìn thấy rất nhiều sách về bệnh. Với hai người họ cứu thương nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ có cách trị thương như thế này. Nhưng ngộ nhỡ trong những sách về bệnh này chúng ta vẫn không tìm được cách, vậy nên làm thế nào đây? Nhưng bây giờ trước mắt chúng ta cũng không có cách nào khác. Nếu Công Tôn tiền bối, họ trên trời linh thiên, chắc chắn sẽ phù hộ chúng ta. Chúng ta quay về tìm xem trước đi. Đi. Đây chắc là hy vọng cuối cùng của chúng ta rồi. Vậy chúng ta nhanh chóng tìm đi. Thank you.
Phương Phương cô nương, cô tỉnh dậy rồi. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Ta làm sao vậy? Cô đợi đã, con lập tức đi thông báo với thiếu chủ. Phương cô nương, chuyện trước kia cô đều không nhớ ra sao? Con chỉ mơ hồ nhớ được có người làm con và Lý Chính bị thương, sau đó cho con uống loại thuốc kỳ lạ. Chuyện sau đó con không nhớ được cái gì cả. Nhưng Lý Chính chắc là biết. Lý Bá Bá, Lý Chính đâu rồi? Sao không thấy huynh ấy đâu cả? Lý Chính nó đã rời bỏ chúng ta rồi. Rời bỏ chúng ta ư? Huynh ấy đi đâu vậy? Nó vĩnh viễn rời bỏ chúng ta rồi. Sao lại như vậy ạ? Nó vì lợi dụng thần Nguyệt Cung, cuối cùng dẫn đến đột ngột qua đời. Rốt cuộc muội muốn ta làm gì muội mới chịu tin đây? Ta nguyện ý làm tất cả vì muội, dù là sinh mạng của ta. Rượu độc này huynh dám uống không? Đừng trách ta không nhắc nhở huynh. Rượu độc này không có thuốc giải. Một tháng sau, huynh... Chính ca ca, huynh nôn cái gì vậy? Yên tâm đi, ta không sao. Người đặt thuốc nổ lại chính là huynh. Hóa ra đây là một âm mưu, muốn để tất cả người chúng ta đều chết ở đây. Đúng, huynh ấy nói không sai. Rốt cuộc con đã chịu sự sai khiến của ai? Đừng ép con nữa. Con cũng là không có cách. Mạng của Khả Khả vẫn nằm trong tay Nguyệt Thần Cung. Con không tin. Sao có thể? Lý Chính, huynh ấy nhất định sẽ không chết. Chính Nhi, nó là đòi ăn gan trời, cuối cùng vẫn là đi đến cùng đường. Ta nghĩ cũng chỉ có như bây giờ mới là kết quả tốt nhất cho nó. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Lý Chính huynh ấy là vì con. Hôm đó nếu không phải người của Nguyệt Thần Cung xông vào dùng tính mạng của con uy hiếp huynh ấy, huynh ấy sẽ không phản bội mọi người. Phương cô nương, cô cũng đừng tự trách mình quá. Chính Nhi đến bước đường cùng như hôm nay, người làm cha này cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Lý Bá Bá, coi như ta cầu xin Bá Bá cho ta gặp lại Lý Chính một lần đi. Ta tin huynh ấy sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Huynh ấy đã hứa với ta sẽ chăm sóc ta suốt đời suốt kiếp mà. Phương cô nương, linh cữu của Chính Nhi trên đường hạ táng không rõ nguyên do đã bị người khác cướp đi rồi. Chúng ta còn đang điều tra về chuyện này. Cái gì? Thiếu chủ, thiếu chủ đã tìm được Chính thiếu gia rồi. Chính là do Nguyệt Thần Cung làm. Quả nhiên lại là Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung và Lý gia ta rốt cuộc là thâm thù đại hận gì? Tại sao cứ phải ép bức đủ đường như vậy chứ? Ta phải đến Nguyệt Thần Cung tìm linh cứu của Lý Chính về. Phương cô nương, Phương cô nương, cô tuyệt đối đừng nóng nảy. Ta còn sốt ruột hơn cô đấy. Ta còn muốn tìm lại linh cứu Lý Chính hơn. Nguyệt Thần Cung làm vậy rõ ràng là muốn gài bẫy rồi đợi chúng ta nhảy vào. Không sai, thiếu chủ nói có lý. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải lấy tĩnh chế động. Đợi Nguyệt Thần Cung có động tĩnh gì, chúng ta hãy lên kế hoạch. Phải rồi, lão nô vừa nhận được tin tức Nguyệt Thần Cung triệu tập các phái võ lâm. Vào đêm trăng tròn sẽ đến Nguyệt Thần Cung cùng chiêm ngưỡng thiết dị vật. Và lại còn ra lời nói cái gì mà chỉ cần quy thuận Nguyệt Thần Cung là có thể cùng chia kho báu của Kim Tiền Bang. Thiếu chủ, bao nhiêu năm nay tuy ngài không phải là võ lâm minh chủ, nhưng các phái võ lâm đều tôn vinh ngài. Tất cả mọi dấu hiệu đều nói lên rằng Nguyệt Thần Cung đang nhắm vào ngài. Chúng ta và Nguyệt Thần Cung sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến.
Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Phương cô nương, vết thương của cô vẫn còn chưa hồi phục, vẫn nên điều dưỡng cho khỏe rồi hãy tính. Nếu chúng ta có bất cứ hành động gì, ta nhất định sẽ cho cô biết. Được. Lý Chính vì ta mà làm biết bao nhiêu chuyện. Cho dù ta có phải hy sinh tính mạng này, ta cũng phải đưa huynh ấy trở về toàn vẹn. Ta tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Thật sao? Mình xem, ta tìm thấy cách để cứu Lý Hoại ca ca rồi. Tốt quá. Có tác dụng thật sao? Theo như ghi chép châm cứu của nãi nãi ta, nếu bệnh nhân bị tổn thương kinh mạch, thì sẽ dùng kim châm đâm vào đại huyệt xung quanh, có thể đánh thức ý thức của một người. Y thuật của Công Tôn tiền bối cao siêu như vậy, vô thương. Bà ấy nhất định sẽ cứu được Lý Hoại. Cái này là do muội lao lực quá độ mà ra. Muội châm nhiều như vậy, tất cả đều là một mình muội. Muội vất vả quá rồi. Thực sự rất xin lỗi, ta cũng không giúp gì được, chỉ có thể xoa giúp muội thôi. Bây giờ ta lo nhất vẫn là Lý Hoại ca ca. Những việc ta làm là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nếu đến cả cách này cũng không cứu được huynh ấy thì phải làm sao đây? Vậy hay chúng ta cùng ước đi. Chúng ta hãy ước với ánh tà dương, ước với Công Tôn tiền bối trên trời. Muội ước gì vậy? Tất nhiên là mong Lý Hoại ca ca sớm ngày khỏe lại rồi. Huynh ước gì vậy? Dĩ nhiên ta ước rồi. Chỉ là ta đã ước hai điều. Một là mong cho Lý Hoại có thể sớm ngày khỏe lại. Điều ước còn lại là gì? Thực ra cũng không có gì. Nguyện vọng còn lại của ta chính là mong ta và cô ấy sau này có thể ngày ngày ở bên nhau, ngắm ánh hoàng hôn tươi đẹp. Thế cô ấy là ai? Cô ấy tất nhiên là muội rồi, còn có thể là ai chứ? Ta mong sau này ngày nào cũng có thể cùng muội giống như lúc này. Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi.
Cảm ơn trời đất, cuối cùng chàng cũng đã tỉnh rồi. Nàng nhớ ra ta rồi à? Ta chưa bao giờ quên chàng cả. Lý Hoài ca ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi. Tốt quá, vô hình chung Gia Gia và nãi nãi vẫn âm thầm phù hộ chúng ta. Huynh tỉnh lại thì tốt rồi, mọi người đều rất lo cho huynh đấy. Mới khỏi bệnh, uống với huynh đệ tốt một ly nào. Ta lâu lắm không uống với huynh rồi, lâu lắm rồi. Nào cạn một ly đi, thân thể chàng còn chưa hồi phục, không uống nữa. Nghe nàng không uống. Tỷ tỷ à, tỷ thế này giống thê tử người ta quá đấy, đâu còn giống Nguyệt Thần nữa. Nguyệt Thần chính là Nguyệt Thần, có cách trị chồng, vô thương. Muội còn cười ta, chính muội còn là đại phu, lẽ nào ta nói không đúng sao? Chàng ấy vừa mới tỉnh, mới khỏi bệnh. Thái Nguyệt kệ hai người họ đi, để sau khi bọn họ thành thân rồi, thì đến lượt chúng ta cười họ đấy. Chí phải. Tỷ tỷ à, được rồi, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta dùng trà thay rượu, chúc mừng Lý Hoại trùng sinh. Được, cái này thì được đấy. Nào. Nào. Nào, cạn. Hóa ra, sư phụ nàng trước giờ vẫn luôn lợi dụng nàng. Thực ra ta cũng không ngờ, người lại vì muốn khống chế ta mà hạ vong ưu cổ vào ta. Có nhiều khi ta thực sự nghi ngờ, sư phụ dưỡng dục ta, còn bắt ta tu tập thứ nội công khó nhất thế gian, rốt cuộc là muốn ta trả thù hay là muốn biến ta thành công cụ để ông ấy giết người. Thái Nguyệt, trước nay ta vẫn luôn hy vọng nàng có thể buông bỏ mọi thứ. Cho đến thời khắc đó ta mới hiểu ra, nếu ta đứng vào giữa nàng và sư phụ nàng, thì nàng cũng khó lựa chọn như vậy thôi. Ai ai cũng có một sứ mệnh riêng thuộc về chính mình. Với ta là đi tìm thân thế của mình, còn nàng thì là trả thù. Cho nên lần này ta không muốn khuyên nàng nữa. Ta chỉ hy vọng nàng có thể làm theo ý muốn của mình, đi làm những gì mà nàng muốn. Những chuyện khác cứ giao cho ông trời quyết định đi. Chẳng không cần khuyên ta, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Công tôn phu nhân từng nói với ta, bà ấy và công tôn tiền bối thực chất là kẻ thù truyền kiếp. Mẫu thân của công tôn tiền bối là chọn cách buông bỏ hận thù để tác thành nhân duyên cho họ. Còn ta, vì trước đó bị vong ưu cổ khống chế nên đã giết hại công tôn tiền bối. Nhưng vô thương lại có thể chọn cách tha thứ cho ta vô điều kiện. Chẳng nói xem sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, ta còn có lý do gì để không buông được chứ. Từ nay về sau, bất kể có gặp chuyện gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Ông là ai? Tiểu Lý thám hoa. Ai? Lý tầm hoan. Người là... Vậy con là tôn tử của người sao? Không sai, thông minh lắm. Cậu đã là hậu nhân của Lý gia ta, thì ta cũng muốn xem phi đao của cậu đến trình độ nào rồi. Tiền bối không được, chàng ấy vừa mới khỏi bệnh, sức khỏe còn chưa khôi phục.
Phi đao đã xuất. Nàng có nhìn thấy không? Quay đầu. Đã nhìn rõ chưa? Người có thể chậm hơn một chút không? Biểu diễn thêm lần nữa đi. Thôi vậy, học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu đi. Ta cũng phải đi rồi. Người đi đâu vậy? Ta vốn là một chiếc lá trên giang hồ, lá rụng về cội. Cậu nhóc, sau này giang hồ là của các người rồi. Nhóc à, một khi phi đao xuất ra thì không thể quay đầu. Đời người là như vậy. Thuốc này rốt cuộc chàng có uống hay không đây? Đắng lắm, không muốn. Ta biết ngay là chàng kêu đắng mà. Ta chuẩn bị kẹo cho chàng rồi. Lát nữa uống thuốc vào rồi ăn một cái kẹo thì sẽ không thấy đắng nữa. Ta đâu có phải trẻ con. Được, thế người lớn chàng đây phải thế nào thì mới chịu uống thuốc vậy? Ít nhất thì... Thế nào? Tỷ tỷ à, muội đến thăm Lý Hoại ca ca, vết thương của huynh ấy sao rồi? Vô thương. Muội vào đi. Vô thương, tình hình sao rồi? Lý Hoại ca ca, huynh còn định ở trong phòng này bao lâu nữa? Vậy là ý gì? Cô nói cái gì vậy? Huynh còn diễn à? Tỷ tỷ, muội cho tỷ biết, thực ra... Muội kệ chàng ấy đi, nói thật ra đi, rốt cuộc làm sao rồi? Ta thấy ngày nào huynh cũng ở trong phòng, có phải là muốn bám lấy tỷ tỷ như vừa nãy không? Vô thương, cô quá đáng quá đấy, hóa ra chàng đã khỏi lâu rồi ư? Thế chàng ta đi luyện công đây. Cái tên xấu xa này. Bốn vị tiền bối, Nguyệt Thần Cung đã gửi thiệp mời đến. Nào, ngài xem đi. Nói gì mà muốn mời anh hùng thiên hạ cùng chiêm ngưỡng kho báu do Thượng Quan Kim Hồng để lại. Nói là chỉ đầu quân cho Nguyệt Thần giáo, ai đến là cũng sẽ được hưởng lây tài phú. Thánh chủ Nguyệt Thần Cung này đã ra một nước cờ hay đấy. Mưu đồ của Nguyệt Thần Cung này đã rõ như ban ngày rồi. Nếu các phái võ lâm trong thiên hạ đều quy thuận Nguyệt Thần Cung thì mấy bang phái chúng ta còn chỗ để lập túc sao? Kho báu của Kim Tiền Bang ta lại bị Nguyệt Thần Cung dùng để chiêu mộ các bang phái giang hồ. Nếu để bọn chúng thành công thì chúng ta còn có mặt mũi nào đối mặt với tiên tổ bản bang? Bốn người chúng ta phụ trách bảo vệ kho báu, nhất định không thể để nó rơi vào tay của Nguyệt Thần Cung. Dù có phải chết chung với nhau cũng quyết không thể đắc ý. Được, đến lúc đó chúng ta sẽ trả trộn vào Nguyệt Thần Cung. Nếu không ngăn được, cùng lắm thì ôm nhau chết chung. Được.
Bốn vị tiền bối, ta nghĩ chuyện này chúng ta vẫn nên tính kế lâu dài thì hơn. Nếu người sợ thì có thể không đi. Ta nghe nói các đại môn phái định sẽ tụ tập ở Nguyệt Thần Cung vào trước đêm trăng tròn. Xem ra sư phụ đã bắt đầu hành động rồi. Ta muốn mau chóng trở về Nguyệt Thần Cung, xem có thể khuyên ông ấy sớm ngày quay đầu không. Trước khi đi ta muốn về Lý Phủ một chuyến báo bình an. Cũng nên thôi. Ta còn có một cách hay hơn. Muội và Long ca ca đi nhanh, có thể về Nguyệt Thần Cung trước, sau đó nghe ngóng tin tức, đến lúc đó có thể tiếp ứng hai người. Đúng. Nếu có xảy ra chuyện gì thì chúng ta có thể sớm báo cho hai người biết, sớm ra dự định. Thật không hiểu nổi trong hồ lô của Nguyệt Thần Cung rốt cuộc có bán thuốc gì. Bất kể bọn chúng có bán thuốc gì, bây giờ để đưa được Lý Chính về, dù có biết trong đó có bẫy, chúng ta cũng nhất định phải liều một phen. Kết thúc có. Mau đi chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Vâng, ta cùng đi với các vị. Lý Chính là vì ta nên mới ra nông nỗi này. Ta nhất định phải đích thân đi đón huynh ấy về. Được. Nếu Phượng cô nương đã kiên trì như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi. Chúng con về rồi. Thiện Nhi, Thiện Nhi, vết thương của con đã hồi phục chưa? Hoàn toàn hồi phục rồi ạ. Vậy thì tốt. Người trong phủ đã đi đâu hết rồi? Chuyện là thế này. Ta định sẽ đến Nguyệt Thần Cung để ngăn chặn âm mưu này. Cho nên ta bảo những người không phận sự trong phủ giải tán hết rồi. Chúng ta cũng đang có dự định này. Ta hiểu rõ về người thần cung hơn. Để ta đưa đường. Tiết cô nương đúng là hiểu thấu đại nghĩa. Vậy thì tốt không gì bằng rồi. Thiện Nhi, trước lúc đi, ta mong con hãy đi gặp một người. Vào đi, đã đến đây rồi. Bỗng dưng ta không biết nên đối mặt với bà ấy như thế nào. Bất kể bà ấy từng đối xử với chàng thế nào, nhưng bây giờ bà ấy chỉ là một người mẫu thân thần trí u mê, đáng thương tội nghiệp mà thôi. Đừng để bản thân tương lai phải hối hận. Được. Cậu là... Ta là bạn của Lý Chính. Cậu là bạn của Chính Nhi à? Đúng thế. Cậu có biết bây giờ nó đang ở đâu không? Nó đã lâu lắm rồi không đến thăm ta. Không biết nó đang bận những việc gì nữa. Công chúa không cần phải lo. Bây giờ ta sẽ đi tìm Lý Chính về. Cậu có thể tìm được Chính Nhi thật à? Thế thì bản công chúa sẽ trọng thưởng cho cậu. Không biết chừng còn có thể bảo hoàng thượng thưởng cho cậu một chức tướng quân đấy. Cũng chưa chắc là không được. Đa tạ công chúa. Ta nhất định sẽ dốc hết sức mình đưa Lý Chính về.
Cảm ơn cậu. Công chúa, đến giờ ngắm hoa rồi. Người nghỉ ngơi một lát, nô tỳ đưa người đi ngắm hoa có được không? Được thôi. Ngắm hoa tốt. Ngắm hoa tốt. Ta phải đi xem hoa mẫu đơn trong vườn đã nở chưa. Đợi chính nhi về là có thể cùng ta đi ngắm hoa rồi. Đợi chính nhi về. Đúng rồi, cái người vừa nãy hình như từng gặp ở đâu đó rồi. Thiện nhi, cả đời này ta tận tâm tận lực chính là vì tiểu lý phi đao của Lý gia chúng ta. Nhưng chuyến này đi, ta quả thực không biết Lý gia chúng ta có còn có thể duy trì được nữa không. Yên tâm đi, lần này chúng con sẽ cùng gánh vác với người. Thiện nhi, cảm ơn con. Thư Hùng Song Khôi, thật không ngờ Lý Mạn Thành đại hiệp mà cũng nhớ được tên của chúng ta ư. Sư muội, để tỏ lòng kính ngưỡng của chúng ta với Lý Mạn Thành đại hiệp đây, muội nói xem chúng ta nên làm thế nào. Giết chết bọn chúng, sau đó dùng xương cốt của chúng làm thành cây sáo, ngày ngày sinh ca. Không không không, Lý Hoại và Tiết Thái Nguyệt là người mà Thánh Chủ Nguyệt Thần Cung đã chỉ đích danh rồi, không giết được, không giết được đâu. Nếu đã như vậy, chỉ bắt bọn chúng về, từ từ hành hạ. Khoan đã, mấy cái việc hành hạ người này làm sao thiếu được Lao Sơn Tứ Đạo chúng ta. Thật không ngờ đến cả Lao Sơn Tứ Đạo quy ẩn lâu năm cũng đến rồi. Xem ra Nguyệt Thần Cung này vì muốn phục kích Lý gia ta mà đã bỏ ra không ít tâm huyết. Lý đại hiệp, thánh ý của công chủ Nguyệt Thần Cung thành khẩn, lấy ra bí kíp Phất Phong Đạp Nguyệt Bộ thất truyền lâu năm của Lao Sơn ta để mời. Chúng ta làm sao nhẫn tâm từ chối được. Sư phụ, bọn Lý Hoại đã bị Thư Hùng Ma Khôi và Lao Sơn Tứ Đạo chặn ở dưới núi. Được, ta phải cho chúng thấy được sự lợi hại của Nguyệt Thần Cung ta. Cho dù hắn có qua được ải của Thư Hùng Ma Khôi và Lao Sơn Tứ Đạo, phía sau vẫn còn người đang đợi bọn chúng. Nhưng con đường lên núi chỉ có một. Ngộ nhỡ vì sư ắt có an bài, nếu bọn chúng mà dám đi con đường đó thật, thì ắt cho bọn chúng một đi không trở lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah!